Ngày 20 tháng 4, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên châu bò tại thành phố Sông Công. Qua kiểm tra thực tế tại các hộ dân xã Bình Sơn, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác phòng chống dịch, ngăn chặn dịch bệnh lây lan được thành phố Sông Công triển khai thực hiện tốt, kịp thời, tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong thời gian tới có khả năng tăng cao do nhiều nguyên nhân khác nhau do đó đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thành phố tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch tại địa phương chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị liên quan kiểm soát tình hình đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh